Hello tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game đã kho báo. Và ok, hôm nay thì cái danh sách giải Âu làng cũng đã có rồi anh em à. Thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau soi thử là có bao gồm những ai tham gia đợt này nha anh em. Và ok, để mình xem thử. Đợt này hồi nãy mình thấy cái danh sách sơ qua là mình có thấy có tên mình nữa anh em. Wow, đợt này lần đầu tiên mình được tham gia cái giải Âu làng anh em à. Mới đầu tiên mình thấy là Phong Võ là quen rồi nè anh em. Quỳnh Tạ nè, Công Tuấn, trời ơi, chết rồi anh em à. Cái ông Công Tuấn này ghê gớm lắm. Ôi, không ổn rồi anh em à. Ổng vẫn để cái lực chiến đó như là để đi ao làng thôi anh em ơi. HN Công Tuấn nè. Mặc dù lực chiến chỉ có 5-6 T thôi, mà giờ không biết là lên được bao nhiêu T rồi anh em à. Nhưng mà khá là VIP nha. Bây giờ đã lên được 14,4 T rồi anh em à. Ồ, một gương mặt khá là sáng giá ở bên bảng A anh em à. Rồi, ok, anh em chúng ta sẽ cùng nhau soi thử là từ đầu tới cuối. Duy Minh 08, quen không ta? Hình như là không quen này vậy anh em. Nhưng mà chưa, mình không nhớ anh em. Tại vì giờ nhiều anh em đổi tên nó lại đông quá anh em à. Cho nên là mình không nhớ hết được tên đúng anh em. Nhiều khi là mình sơ sót mình quên thì anh em thông cảm giúp mình nha. Ok, Duy Minh 08, 1,87 T anh em à. I am Zine 6,39 T. Phong Võ 14,3 T. Wow, em nó lên 14,3 T rồi anh em à. Thực sự mà nói là cái giải Âu làng đợt này khá là khó đoán nha anh em. Mi Chip 2610. Ủa, Mi Chip phải là cà ghi ông ta, mình cũng không biết phải không nữa anh em. S15 Banana thì cà ghi nói đợt này có tham gia nữa anh em, không biết là ạc nào. Ạc này em không biết của ai luôn anh em. Mi Chip khá là lạ anh em à. Tại vì cà ghi cũng là tinh mi á anh em. S15 Banana 8,81. Quỳnh Tạ nè anh em à. Hôm bữa là em nó kêu mình review ạc, nhưng mà như là ạc Facebook hay gì đó mình vô không được anh em. Hoặc là hình như là hôm bữa mà vô đăng nhập không đúng tài khoản hay mật khẩu ta, mình không nhớ chính xác. Nhưng mà như là có đưa cho mình review nhưng mà mình vô không được. Quỳnh Tạ 3,7 T. Một gương mặt sáng giá ở bên các bạn A. HN Công Tuấn nha anh em. Ông này cũng khá là cứng cựa anh em à. 14,44 T. Wow, bên đây có Phong Võ với lại Công Tuấn. Ôi, DN Sanji nữa anh em à. Hình như là một người quen quá anh em. Đúng rồi anh em à. Ủa, hạt này ông chuối ông đưa cho mình, không biết mình có review chưa anh em. Để gì mình sẽ review cho anh em xem nha. Đây, DN Sanji. Rồi, Pham Minh 79. Wow, 9,65 T anh em à. Toàn là những gương mặt lực chiến to to không đi nè. Chắc mình gớt ngay từ cái dòng gửi xe luôn quá anh em. Chưa kịp dắt xe vô nữa, bị ủi một phát bay về tới nhà luôn rồi. Mình nghĩ là như vậy anh em à. Không biết các bản A như vậy thì bản B như thế nào đây anh em. Haliga Fan 2,14 T. XX Gap, mấy gương mặt này hơi lạ xíu anh em. 4,494 T. Có nhiều bạn mình chưa gặp bao giờ. Có nhiều bạn mới anh em, hoặc là những cái server mới sau này á, mình cũng ít giao lưu, chưa có cái dịp để mà giao lưu anh em. Anh em nào mà đang chơi tựa game đã có báo thì là lên kênh của mình Sắm Chính Game Min để giao lưu này kia các kiểu nha anh em. Anh em mình làm quen nhau luôn. Nếu mà sau này có lỡ anh em vô địch để mình cái gì mình dễ mượn để review cho anh em xem. Đương kim vô địch giải ao làng Kokushi Sipo anh em 6,09 T. Kẻ thống trị. Wow, nghe cái tên là thấy là khá là khét rồi anh em à. 8,78 T. Wow, hiện tại bây giờ mới được đi được tới cái phó bảng là 54,5 thôi anh em. Như vậy là cũng chưa có khét lắm. Không phải em, trời ơi, 4,99 T. Công tử bột nè anh em, 8,49 T. Gương mặt khá là quen thuộc. Wow, cũng đã đi full được hết phó bảng luôn rồi anh em à. Khương Hoàng 4,93 T. Đây, 51,8 phó bảng thôi anh em à. 26 phút trước 4,93 T. Ủa, Khương Hoàng á, khá là quen anh em. Hơi quen một xíu nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục nha anh em. Tiếp tục soi qua cái bảng tiếp theo là bảng B. Anh em thấy gì chưa, anh em thấy gì chưa? Có tên mình đó anh em ơi. Đây, tên mình, đây, khá là cùi bắp anh em à. Lực chiến 4,32 T. Hiện tại bây giờ thì mình vừa mới đeo đồ lại cho em đó. 4,32 T. Đây, đội hình của mình đang test anh em. Mình chưa biết là sẽ sử dụng con nào vô trong cái đội hình nữa nè. Inel là con Moira hay là Aokiji hay là con Marco này, mình cũng vẫn đang suy nghĩ đó anh em. Mình sẽ đem đến một cái, ôi trời, cái trên này có 96 rồi 69, vãi trưởng gì nè. Ai vậy ta? Ôi, lộn ngược lộn xuôi với mình luôn anh em à. 96 69 mà nó chẳng biết là ai nữa. Ok, wow,
bên rồi cái bản của mình có bản bánh mì thì khét vải trưởng 12.11T luôn anh em à. Rồi luôn, mình nghĩ là mình sẽ không vô được cái dòng mà bán kết anh em à. Chết rồi, chắc mình sẽ tạch, nhưng mà mình quýnh với bạn Thành Long á. Ồ, có vẻ dễ thở anh em à. Ôi, Sanji bên kia lên thức tỉnh là cộng 9 rồi anh em à. Mặc dù Sanji của mình mới lên được có cộng 8 thôi. Thanh Long 96 gaming 1.64T. Cùi bóp như nhau anh em à. Thanh Long 2.52T. Đây, gương mặt khá là cùi bóp. Bỏ khá là nhiều cái sự kiện thâu tóm rồi anh em à. Cho nên là bây giờ được khiến khá là thấp luôn anh em ơi. Anh em đừng có nên đặt cược cho mình nha. Đặt cược cho mình là tập auto luôn anh em. Tại vì có khá là nhiều gương mặt khét lẹt luôn anh em à. Nhất là bên với bảng A là có Phong Võ với lại Công Tuấn này anh em. Lâu lắm rồi mình không có chat với ổng, không biết là cái tin nhắn nó trôi tới đâu rồi. Nhiều khi mình không ghép thì ổng cũng không nhắn lại cho mình anh em. Tại vì cái tin nhắn nó trôi nhiều lắm anh em, mình trả lời không kịp luôn á. Dragon Knight 3.59T. Joyboy nè 4.57T. Ủa Joyboy như là mình có mới solo ở đâu rồi vậy anh em? Mình mới gặp ở đâu rồi vậy? Như là trong danh sách bạn bè như là có Joyboy vậy anh em. Có không ta? Hay là mình gặp... À đây 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 đây, Joyboy nè anh em à. Đây, có luôn. Để mình xem thử có cà ghi không ta. Đợt này mình không thấy có cà ghi vậy nè. Đúng rồi, không có cà ghi rồi anh em ơi. Rồi, tiếc quá. Joyboy 56.6. Farm Thiếu Gia. Ủa, Farm Thiếu Gia này quen vải trưởng rồi nè. Có kết bạn không ta? Ồ, khuôn mặt này khá là quen anh em à. Farm, ủa, mình gặp ở đâu ta? Như là mình không có kết bạn, nhưng mà một ạc hồi đó có kết bạn ở sao anh em? Tại vì lúc mình có quánh thử rồi thì phải. Bên đây có không ta? Farm đâu rồi ta? À không phải, chắc là ở cái ạc nào mình gặp mà mình không nhớ anh em. Tại giờ nhiều quá mình gối nùi cho ngày Farm Thiếu Gia. HQ Quốc Chí. Quả wow, 9.87T luôn anh em ơi. Ây chà, nhiều gương mặt khá là cứng cửa anh em à. Mặc dù là giải ao làng thôi nhưng mà nhiều gương mặt khá là VIP luôn á. Kaiser Cloud nè anh em 6.73T. Tổ cày máy 13.13T. Đây, gương mặt cũng khá là quen. Hồng Phấn 2.08T. Hơi là lạ xíu anh em. Code BB, ở Code BB này mình đi liên đấu, ở đi liên đấu như gặp hoài luôn này bạn anh em. Code BB nè. Với lại như là cũng có solo vài lần khi mà review ạc của mấy anh em thì phải anh em. Code BB, wow, 14.28T. Ây chà, khả năng cao là sẽ gặp với lại bánh mì rồi anh em à. Code BB sẽ gặp với lại thạch bánh mì rồi. Wow, gọi là mình sẽ gặp với lại bánh mì ở trong cái trận này anh em. Mình nghĩ là mình sẽ có khả năng win được các bạn Thành Long anh em. Tony DA 8.84T. À, khá là VIP anh em ơi. Diễm Sương. Ui, tên nghe dễ sương vãi. HTZ Minh nè. Quá quen anh em, mình như là khá là quen thì phải anh em. Minh nè, HTZ Minh nè. Cực kỳ quen rồi đấy mà, cái tên khá là ấn tượng. Quy Trí nữa nè. Phải từ Quy Trí không ta? Không biết là phải em nói hay không đấy anh em, mà cái tên khá là giống. Mong là phải là em nói để giao lưu này kia các kiểu. Rồi. Xong thì mình sau khi mà mình soi tới soi lui thì mình thấy là Code BB này anh em à. Gương mặt khá là sáng giá, bánh mì. Đó, bên bảng B là có hai bạn này. Và ở bên cái bảng A, bảng A thì có Phong Võ với lại Công Tuấn gặp nhau ở trong cái chung một dãy bảng luôn anh em à. Ở bên đây thì có ai có thể là sánh vai với lại mấy các bạn Farm Minh 79 là được khiến cũng khá là to nha anh em. Kẻ thống trị 8.78T. Không phải em. Công Tử Bột 8.49T. Khương Hoàng. Wow, bên này mình thấy là chỉ có Farm 79 thì cũng có khả năng so kè với lại hai bạn này thôi, nhưng mà ở bên đây thì khá là khó đó nè. Mà Phong Võ với lại HN Công Tuấn thì mình khá là đánh giá cao của bạn Công Tuấn anh em mày. Khá là đánh giá khá là cao bạn Công Tuấn này. Ông này ông bùi được bùi đồ này kia. Có cái đội hình nó cũng khá là êm anh em. Có khả năng win được những các bạn là lực chiến to hơn rất là nhiều luôn á. Lúc đó là ổng khoảng có tầm 5-6T thôi, nhưng mà ổng có thể là win được mấy bạn lực chiến to hơn có thể là gấp đôi luôn anh em. Vì vậy mà không biết như đợt này như thế nào đây. Không biết đợt này có ok hay không thì mình không biết, nhưng mà mình đánh giá khá là cao HN Công Tuấn. Phong Võ thì cũng được anh em à. Phong Võ thì cũng phải gọi là khá là ok luôn á.
Hiện tại thì giờ Phong Võ lên được 109 rồi, HN Công Tuấn chỉ mới có 106 thôi anh em à. Lép 106, lép thì không quan trọng cho lắm anh em. Tại vì khi mà lên được tới 110 á thì cái skill nó mới lên đến 60, mà lên đến cái mốc 60. Đó, thì chủ yếu là cái skill đó là ngon nhất là vẫn là con A với lại con Nami God thôi anh em. Còn lại mấy con kia thì cũng chả lên đép 110 thì năng skill lên nó cũng không có êm cho lắm nha, cũng như vậy thôi. Đây, quan trọng nhất là vẫn mấy con mà trừ sĩ khí này kia các kiểu thôi. Wow, ấy chà, khá là khó đoán nha anh em. Mình vẫn đánh giá cao nhất là ở bên cái bảng A thôi anh em à. Còn bên bảng B thì có Pha Minh với lại Duy Minh, đúng không? Không phải, phải Phong Võ, lộn, bên đây Bánh Mì với lộn anh em, Bánh Mì đó. Nhưng mà hai bạn này thì mình chưa có dịp giao lưu với anh em. Bánh Mì với lại tổ cày máy này là 13,13T. Tổ cày máy, ủa hôm bữa mình review à, có bạn tổ cụ tổ cày chay rồi, nhưng mà không phải, bạn này là tổ cày máy. Ủa VIP 8 anh em, VIP 8 vẫn có thể tham gia được đó. Wow, tổ cày máy VIP 8 nè. Ôi, thấy có danh hiệu VIP 8 rồi nè. Vậy là từ VIP 1 tới VIP 8 anh em, không có phải là từ VIP 8 trở xuống mà là luôn cả VIP 8 anh em ơi. Vậy là đợt này khá là căng rồi anh em à, khó đoán anh em. Riêng mình thì mình nếu mà mình chọn thì mình sẽ chọn một là bạn Phong Võ, hai là bạn Công Tuấn anh em, hai bạn này thôi. Nhưng mà mình nghiêng về bên Công Tuấn nhiều hơn anh em. Này khá là khó đặt nha anh em, vì vậy mà anh em quyết định là nên đặt bao nhiêu tiền vô hai bạn này thôi. Đấy, nên suy nghĩ xem, suy nghĩ nha anh em, đừng có nên tắt tay hết nha. Tắt tay hết là coi như là xong phim luôn á anh em ơi. Tại vì đợt này mình không có chắc ăn 100%. Hai bạn này được chiến khá là xem nhau. Thắng thua bây giờ tính ở trong cái tỷ lệ may mắn nữa anh em, một phần may mắn nữa. Đó, khó đoán lắm anh em. Cực kỳ khó đoán luôn á. Anh em comment cho mình xem thử là anh em sẽ chọn ai nha. Riêng mình thì mà xem thử là có trùng với lại cái dự định đặt cược của mình hay không. Mình định mình sẽ tắt tay vô trong bạn Công Tuấn anh em. Mình sẽ dồn hết cho trong bạn Công Tuấn á. Bây giờ mình sẽ đợi anh em ở dưới comment bên dưới xem thử là nên tắt tay vô ai nha. Rồi sau đó sẽ quyết định, và không biết là có ở trong này có bạn nào đó ép được chiến nữa hay không nữa nha anh em. Chưa biết nữa nha. Tại vì thế giờ thời gian sắp xếp đội hình còn lại 13 tiếng nữa anh em à. Còn 13 tiếng nó mới kết thúc. Vì vậy mà anh em tới đó, tới khúc cuối mà mấy bạn đó úp được chiến thiệt vô nó lại nổ lên cái đùng một phát. Một đống được chiến nữa. Có thể là đợi tới gần cuối ngày anh em ở đặt cược. Tới đó xem thử là mấy bạn đó có thay đổi cái đội hình hay không nha. Và bây giờ chắc là sẽ kết thúc video đây thôi anh em. Chủ yếu là lên soi thử cái giải Âu làng, và đặc biệt là có mình đợt này tham gia góp vui anh em. Vô múa lửa xíu cho vui đó, giúp vui để mà tạo nền cho mấy cái ông kia quýnh anh em, chứ đợt này mình chả đánh đóng gì được đâu. Vô là xíu rồi tập ngay cái dòng gửi xe, nhiều khi thua luôn các bạn Thanh Long này nữa, xấu hổ anh em. Rồi ok anh em, là đặt ai thì comment bên dưới cho mình hay nha. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video đây thôi, hẹn gặp lại anh em ở video ở tiếp theo về tựa game Đảo Kho Báu. Và anh em đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực có thêm nhiều video về cái tựa game này cho anh em cùng xem nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.